Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Boeing nghiên cứu đầu tư nhà máy linh kiện ở Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và làm việc tại Mỹ. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Ngày 22 tháng 9, tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch công ty Boeing Global. Trong buổi trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Boeing sớm nghiên cứu, triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, xây dựng trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc máy bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn của Việt Nam. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định để các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có Boeing, tới đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Ông cũng ghi nhận những cam kết của Boeing trong hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không và vũ trụ trong thời gian tới. Trong đó, Việt Nam khuyến khích Boeing tăng cường hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác R&D, chuyển giao công nghệ, đưa các đối tác Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn này. Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng hàng không. Trong đó nổi bật là dự án cảng hàng không Long Thành tại tỉnh Đồng Nai với quy mô 5.000 ha và dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sân bay Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F, hướng tới là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 16,06 tỷ đô la Mỹ. Sân bay Tân Sơn Nhất đang được mở rộng với dự án bổ sung nhà ga T3, tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để chuyển giao các đơn đặt hàng mua máy bay đã ký kết thời gian qua. Ông Brendan Nelson khẳng định Boeing đã có nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines để có những hỗ trợ về tài chính, tìm hướng giải quyết các khó khăn. Hai bên quyết tâm trong năm 2028 hoàn thành hợp đồng đã ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam vào năm ngoái. Ông Nelson đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về vị trí quan trọng của kinh tế hàng không trong phát triển kinh tế xã hội. Ông tin rằng nỗ lực phát triển ngành hàng không sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho đất nước và người dân Việt Nam. Lãnh đạo Boeing cam kết tập đoàn trong thời gian tới sẽ hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam, trong đó chú trọng việc xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không, đào tạo nhân lực, xây dựng sân bay, cơ sở sửa chữa, bảo trì máy bay. Boeing là tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới và hiện là nhà sản xuất hàng đầu về các máy bay phản lực thương mại, các hệ thống phòng thủ, không gian vũ trụ và an ninh. Đến nay, Boeing có hơn 140.000 nhân viên hoạt động tại 65 quốc gia trên thế giới và năm 2020 đạt doanh thu hơn 94,5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam, Vatican thúc đẩy sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. Cũng trong ngày 22 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng Y Pietro Parolin tại New York nhân dịp dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao tình cảm tốt đẹp mà Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Hồng Y Pietro Parolin dành cho Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đã tạo thuận lợi cho các chuyến thăm mục vụ của đại diện thường trú hiện nay và đặc phái viên không thường trú trước đây. Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ trân trọng những sứ điệp, huấn từ, thư của các giáo hoàng tiền nhiệm và Giáo hoàng Francis gửi cộng đồng Công giáo Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần người Công giáo tốt là người công dân tốt, khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam đóng góp vào đời sống quốc gia, vì lợi ích của toàn thể dân tộc trên tinh thần đối thoại và hợp tác. Theo Thủ tướng Vatican, Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trên tinh thần chân thành, trách nhiệm và tin cậy. Ông cho hay đại diện thường trú của Tòa Thánh tích cực hợp tác với Việt Nam và cho biết Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tăng cường quan hệ Việt Nam-Vatican. Hai bên đánh giá cao tiến triển tích cực trong quan hệ, nổi bật là đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam và văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội đã đi vào hoạt động trong năm 2024. Hai lãnh đạo cho rằng duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cơ chế họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam, Vatican đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. Tòa Thánh Vatican là tổ chức cao nhất của Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu, là chủ thể của luật pháp quốc tế, có địa vị như một quốc gia, có quyền gửi đại diện và tiếp nhận đại diện ngoại giao các nước. Từ năm 1990, Tòa Thánh Vatican hàng năm cử đoàn Thứ trưởng Ngoại giao thăm Việt Nam, trao đổi các vấn đề mục vụ của giáo hội. Cuối năm ngoái, Giáo hoàng Francis bổ nhiệm Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hồi tháng 4,
Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher đã thăm Việt Nam. Việt Nam luôn dành sự quan tâm và tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam kêu gọi các nước lớn chia sẻ khoa học công nghệ để cùng phát triển. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York ngày 22 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi các nước lớn hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong giai đoạn mang tính bước ngoặt này, chúng ta càng cần phải tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển. Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh thành tựu khoa học công nghệ cần thúc đẩy hợp tác, không trở thành công cụ chống lại các quốc gia, đi ngược lại khát vọng hòa bình, phát triển, công bằng và công lý của các dân tộc. Thành tựu của trí tuệ con người phải tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nâng cao chất lượng sống người dân, xóa đói giảm nghèo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định khoa học công nghệ giữa giai đoạn phát triển như vũ bão, cần đặt mục tiêu phát triển bền vững của thế giới và lợi ích của con người ở vị trí trung tâm và mục tiêu cao nhất. Việt Nam đề nghị tăng cường đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các giải pháp để phục vụ con người. Giảm đầu tư nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí hủy diệt, ưu tiên mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, bình đẳng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn vì sự phát triển tiến bộ, công bằng xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân khi chúng ta thống nhất nhận thức cùng hành động, cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hiệu quả. Lãnh đạo Việt Nam nhận định Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực như ASEAN cần đi đầu trong sứ mệnh thúc đẩy hợp tác, phối hợp hành động trong ứng phó với các thách thức toàn cầu và tận dụng cơ hội từ tiến bộ khoa học công nghệ. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bình đẳng. Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, trước khi khai mạc tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 vào ngày 24 tháng 9. Đây là sáng kiến do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra nhằm thúc đẩy thảo luận và hợp tác, xây dựng các giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, công bằng, tiến bộ xã hội và tăng cường hiệu quả của quản trị toàn cầu. Trước đó, trong phiên khai mạc hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định thế giới đang trong giai đoạn chuyển mình, và hội nghị lần này là thời khắc quan trọng để đề ra những biện pháp mang tính đột phá cho những vấn đề đang dần vượt ngoài khả năng giải quyết hiện nay như xung đột, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Philemon Yang cũng đánh giá trong thách thức tiềm ẩn nhiều cơ hội để cải tiến, cải tổ và củng cố hợp tác toàn cầu vì lợi ích chung của nhân loại. Ông kêu gọi các quốc gia cùng đoàn kết vì một tương lai thịnh vượng cho tất cả mọi người. Trong ngày 22 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai đã nhất trí thông qua Văn kiện vì Tương lai, Văn kiện số toàn cầu và Tuyên bố về các thế hệ tương lai. Các văn kiện này đề ra những hành động, mục tiêu tham vọng trên tất cả lĩnh vực hợp tác tại Liên Hợp Quốc. Một số ưu tiên bao gồm tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thiết lập các khuôn khổ, nguyên tắc nền tảng để thúc đẩy hợp tác số và đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi và củng cố các thể chế Liên Hợp Quốc và các thể chế tài chính quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang trong chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và làm việc tại Mỹ. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!